Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của mình ngày hôm nay. Và hôm nay thì tôi có đến với bài kiện của chị Diện ha. Thì chị ở xã Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay vụ của chị Diện có lên giao lưu một số cây mai giống mai ghép giống xuân mình loại á. Mình dùng của chị Diện cô chú chị ha. Cô chú anh chị mình tầm là mình sẽ test 2025 ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cái nào với cái hợp lý thì mình ủng hộ cho vụ của chị Diện nha. Không mất thời gian cô chú anh chị mình ha. Em mời cô chú anh chị mình vào gặp chị Diện ha. Chị Diện chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Chào chị Diện ha. Rồi. Chào, em cũng xin kính chào cô chú anh chị đang xem kênh Diệu Thích Mai Vàng nha. Thì hôm nay em cũng lên giới thiệu với cô chú anh chị mình một lô mai siêu bông bình lợi nha. Vô cây đầu tiên là cây 1A nha cô chú anh chị mình, là một cây siêu bông bình lợi à. Khá là ok luôn cô chú anh chị. Đủ. Ngon lành nha cô chú anh chị ha. Rau nụ nha. Số cái này luôn hả chị ha, 1A đúng không? 1A đây có đế luôn, cái đế này. Hoành mình là 19 nha, chiều cao mình là 76, tán ngang mình là 83. Cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình á, là 800. Ok luôn. Rồi tiếp theo cây mã số nha. Tiếp theo là cây 2A, cũng là cây siêu bông bình lợi luôn nha cô chú anh chị mình. Ồ đồ lên đều gan hết trơn cô chú anh chị, hàng tao bao chuẩn giống cho cô chú anh chị mình ha. Yên tâm sưu tầm nha cô chú anh chị. Hàng này bao chưa tết á. Cái này thân lắc quá đẹp luôn. Rồi, em xin thông số này luôn hả chị. Hoành mình 16. Rồi. Cao 79, tán ngang mình 82. Cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 luôn nha. 800 bao tiếp ha, cây vô dây chỉnh sửa rồi cô chú anh chị. Vậy thì nó vừa cũng làm xong hết rồi. Mình chỉ về mình chỉ việc tưới dưỡng rễ với lại là mình tưới nước là mình chăm mình chơi thôi nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây mã số 3A cũng là một cây siêu bọng mình lại luôn cô chú anh chị. Ngon lành nha cô chú anh chị ha. Rồi, cái này luôn hả chị ha. Rồi. Hoành mình được 18 nha. Rồi. Cao 91. Tán ngang mình là được 73. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu nha. Rồi. Cây mã số 4A nha cô chú anh chị mình. Cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn nha. Cái này là về chơi Tết 2025 là ok luôn nha chú anh chị. Quá đẹp luôn. Tốt rồi luôn ha. Rửa quái quá trời quái. Hoành mình 18 rưỡi. Cao mình là 86. Tám ngàn bảy tám. Cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 900 ngàn thôi nha. Tiếp theo là cây mã 5A nha cô chú anh chị. Cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn. Đều tàn á, tàn ngắm tàn cô chú anh chị ơi. Nụ ngon lắm ha. Tao nụ chơi tết nha cô chú anh chị ha. Đặt xem cái con số này luôn hả chị. Thần lắc ha. Hoành mình là 15 rưỡi. Cao mình là 83. Tán ngang là 75. Cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 ngàn thôi nha. Rồi. Mã số 6A cũng là cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị mình ơi. Thế quá trời quá. Hoành mình được 16, 16 rưỡi. Cao mình 71. Tán ngang 75. Cây niệm giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 ngàn luôn nha. Rồi, tiếp
mã số 7A là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị mình. Hoành mình 14. Cao 98. Tán ngang là 80. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 nha. Mã số 8A là một cây cúc thỏ hương nha cô chú anh chị mình. Cái nụ ngon lành này nha cô chú anh chị ha. Nước nụ ngon lành hết nha. Cái nó sốt này nữa chị. Hoành mình là 18. Cái này nụ nhiều ha. Đo cho tốt ha. Cao mình là 91. Tán ngang là 102. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 ngàn thôi nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 9A là một cây thỏ hương nha cô chú anh chị mình. Nụ. Cây này vô nụ nhiều rồi nha cô chú anh chị. Cây này vô nụ nhiều hết, kén từ tàn không ha. Tàn không sốt thôi chị. Hoành mình 16. Cao mình 103. Tán ngang 119. Cái cây này em giao lưu của chú anh chị mình cũng là 700 ngàn thôi nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 10A. Cây 10A là một cây siêu bông bình lợi nha của chú anh chị mình. Là quá đã luôn cô chú chị, cổ nở luôn cô chú chị, làm luôn nè, không số cái này luôn dù em thấy chị. Hoành mình là 19 nha, cao là 79, bao nụ ha, dạ, ngon. Tán ngang là 85, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu thôi nha, cây này cũng là cây cuối clip của em. Thì em cũng rất kính mong cô chú anh chị mình xem coi cây nào được ủng hộ dùm trên nhà vườn em ạ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình nào. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình.